Ôi, 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 nó cứ bò lên tay này. Nó cứ bò lên tay mình. Ôi, 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 nó trèo này. Ghê thế. Cứ sợ là nó trèo lên mặt thôi. Nào. Đấm anh đi, không mõm một người anh. Đấy. Không mõm một người anh. nó chỉ dùng cái mõm nó có há được mồm ra đâu. Hai. Mình chào tất cả các bạn nhá. Các bạn ơi, nhà mình có nuôi một cái con cá sấu nhỏ nhỏ này này. Đấy, thì các bạn nghe tiếng thở đúng không? Đấy, quay được tí, dí máy quay và anh ta thở đấy. Thì cái con cá sấu này mình nuôi cũng được một thời gian rồi. Đằng sau nhà mình còn nuôi mấy con vịt nữa, quay ngỗng nữa các bạn ạ. Thì để clip sau mình sẽ chia sẻ với các bạn về 5 cái con vịt đấy như thế nào và hai con ngỗng như thế nào các bạn nhé. Nhà mình nuôi cũng khá là nhiều các con thú cưng ấy. Thì clip ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn là cái con cá sấu của mình các bạn ạ. Đấy, nó đang thở phì phò đấy. Con này nhá, nếu như mà mình sờ ở phía đằng sau đầu nó thì sờ được, nhưng mà bây giờ nó đang để ý nó để ý mình rồi các bạn ạ, nên là rất là khó sờ nhá. Thế để bây giờ mình sẽ đi mình buộc cái mõm của nó vào kìa, rồi mình sẽ cầm lên cho các bạn xem nhá. Rồi ok, để mình sẽ đi mình bắt nó rồi mình sẽ review cho các bạn xem cái con cá sấu của mình. Đấy, thì mình đang nuôi tạm nó ở trong cái chậu này, cái chậu khá là to luôn, rồi mình rải cho nó một lớp đá để khi mà trời nắng ấy thì nó sẽ neo lên cái chỗ đá này để nó phơi nắng, nó tiêu hóa thức ăn các bạn ạ. Ok. Đấy, thì bây giờ mình sẽ đi mình cột cái mõm của nó vào nhá. Nó đang thở phì phò để nó để ý mình đấy các bạn. Bây giờ bắt ấy thì mình sẽ túm cổ nó thật nhanh các bạn nhé, đừng có chần chừ nào, nó cắn ấy, nó đang thở phì phò này. Đấy. Các bạn thấy chưa? Đấy, mình đã cột được cái miệng của nó vào. Thì bây giờ là nó vô hại các bạn nhé. Thì nó cái chân của nó có móng này, nhưng mà nó vô hại. Ok, bây giờ mình sẽ thả xuống đây rồi mình đi mình ngồi ra chỗ kia nhé, để cho các bạn nhìn rõ hơn. Nó rất là khỏe luôn các bạn này. Các bạn nhìn này. Nó dễ rất là khỏe luôn. Mình thả nó ra thì nó sẽ dùng cái miệng này, nó sẽ tấn công mình nhé. Đây này, nó đang vặn vẹo này. Ok các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ bắt cái con cá sấu mà mình đã cột cái mõm của nó vào rồi nhé. Ok. Cái thời tiết bây giờ nó đang chuẩn bị mưa đấy, thì mình sẽ làm cái clip này nhanh lên một chút các bạn nhé. Cái con cá sấu nó bị cột mõm rồi. Nó đang nằm trong này. Thì mình bắt nó rất là dễ dàng các bạn ạ. Mình cũng khuyến cáo tất cả các bạn là phải cột mõm nó vào nhé. Nó nhỏ nhưng mà cái răng nó rất là sắc, nó cắn là sẽ bị chảy máu. Tuy nhiên bây giờ nó rất là nó nhỏ thì nó chưa nguy hiểm đến mình lắm. Nếu mà nó to lên một chút nhá là phải hết sức đề phòng các bạn nhé. Đấy, thì bây giờ đây này, cái con cá sấu của mình đây, các bạn nhìn này. Bây giờ thì nó còn nhỏ như thế này, nó chưa đáng sợ lắm, nhưng mà khi mà nó to lên nhá, nó mà to lên đấy thì là cực kỳ là nguy hiểm luôn, nên các bạn là hết sức đề phòng giúp mình nhá. Đấy, giờ là mình có thể để nó lên trên tay như này bởi vì là mình đã cột cái mõm của nó vào rồi. Đấy, các bạn nhìn chưa, con cá sấu của mình như này. Thì mình cũng khuyến cáo đấy các bạn thấy chưa, nhưng mà mình cột mõm nó vào rồi đấy, mình sờ lên đầu nó cái là nó có phản ứng ngay, cột mõm nó vào rồi, chứ không nếu không cột mõm là nó cắn đấy các bạn nhá, không được. Mình khuyến cáo tất cả các bạn nhé, nhất là những em nhỏ đấy. Đấy, đấy, các bạn nhìn chưa? Nó cột mõm nó vào rồi mà vẫn hung dữ như này cơ mà. Này, đây này. Đấy, nó cắn mình nổi da gà đấy, nó chỉ có ngoái đầu thế thôi. Căn bản là cái tâm lý của mình mà, cái tâm lý của mình là rất là sợ nó, kiểu như là sợ nó cắn mình ấy. Đây này, các bạn nhìn chưa? Mình sẽ phải vuốt ve nó thật nhẹ nhàng thôi. Phải từ từ rồi thuần hóa nó, chứ những cái động vật hoang dã như này rất là khó thuần hóa nhá. Chơi với nó thì phải cột mõm nó vào như này. Cái con cá sấu này nó không thích bị cột mõm như thế đâu, không thích được bị cột mõm và không thích bị cầm đuôi này đâu. Đấy, nó cũng không thích là kiểu như mình nhìn nó đâu, mình cứ cầm như này thôi. Thì cái chiều dài đuôi và nó bằng cái chiều dài cơ thể các bạn nhé. Có thể là nó xê dịch một chút, có thể cái phần đuôi của nó sẽ dài hơn cái chiều dài của cơ thể nó một chút các bạn ạ. Chân của nó ấy, thì là có chân sau của nó có 4 móng, chân sau của nó 4 móng, 4 ngón, và chỉ có 3 ngón đầu là nó có móng thôi. Đây các bạn có thể nhìn rõ không? Chỉ có 3 móng này là nó có ngón thôi. Còn ở trên hai chân trước thì là có 5 ngón, nhưng cũng chỉ có 3 ngón có móng thôi các bạn ạ. Răng của nó thì nhiều, rất là nhiều nhá, mình không đếm được. Nhưng mà thấy là rất là nhiều luôn, và cái răng của con này rất là sắc luôn. Nó trong, nhìn nó trong suốt ấy, như trong suốt như nhựa trắng ấy. Mắt của nó thì ở trên đây các bạn cũng có thể nhìn thấy rồi, hình ảnh của cá sấu này. Đây là một con cá sấu nhỏ, cá sấu baby các bạn ạ.
Còn đây là cái tiếng thở đó các bạn này, nó thở rất là to luôn. Mình sẽ dí cái máy quay vào xem là nó sẽ phản ứng như thế nào nhé. Nó có cắn cái máy quay của mình không nào? Đấy các bạn nghe tiếng thở nó không? Rất là to luôn. Bây giờ mình sẽ bắt nó ra rồi mình thả ra ngoài thả nó nhé. Ra ngoài thả là xem là nó có bò không nào. Bây giờ, ôi, ui dồi ôi. Các bạn nhìn chưa, các bạn thấy nó tấn công chưa? Đấy, đây này. Đây này, bắt đầu nó kiểu như là nó không thích rồi đấy. Cái con này mình nuôi cũng được khoảng chục ngày rồi. Mình lấy được khoảng chục ngày rồi nhưng mà nó không thích cái kiểu trêu nó như thế đâu. Đấy, đấy. Để mình trêu nó tí. Em ra, em ra. Nó đấm đấy, nó dùng mõm nó đấm bây giờ này. Nó dữ lắm các bạn ạ. Con này con nó nhỏ thế này mà nó dữ thế này cơ mà. Đấy, rất là kinh khủng luôn. Để mình cho nó lên trên kia nhá. Bắt nó như thế này này. Đấy, đấy các bạn nhìn chưa? Thò tay ra chỗ nào nó đều biết nhá. Đấy, nhìn này. Mình sẽ dùng mắm đấm này. Mình sẽ đấm nó. Nào. Đấm anh đi, không mõm một người anh. Đấy. Không mõm một người anh. nó chỉ dùng cái mõm nó còn há được mồm ra đâu. Thôi nào, ngoan nào. Gì mà căng thế. Bị anh buộc mõm vào rồi. Thôi nào, thôi. Ngoan nào. Anh thương. Anh không làm gì cả. Anh thương nhá. Ngoan nhá, anh chỉ gãi đầu thôi. Anh chỉ gãi đầu thôi. Ngoan nhá, không anh không làm gì cả. Anh không làm gì cả nhá. Thôi. Anh yêu mà. Đấy, các bạn thấy không? Nó rất là dữ luôn. Đây là lại thò năm đấm vào nhá. Lại dùng cái mõm nó đấm mình này. À nó không ấy ở đấy. Bạn thấy không? Thôi nào, anh thương là thôi. Anh cột mõm vào rồi. Thôi nhá, ngoan nhá. Ngoan nào. Anh thương mà. À. Đấy, các bạn thấy không? Nào. Nào. Trêu cá sấu như này là không tốt các bạn nhá. Trêu này là rất dễ bị stress đấy. Các bạn ạ. Là không tốt đâu, nó sẽ tấn công vào tay mình đấy, các bạn nhìn này. Đấy hai cái mấy cái răng này của nó, các bạn nhìn nhá, mấy cái răng này của nó rất là sắc luôn này. Cái răng ở trên mõm của nó này. Sắc cực kỳ luôn. Và cái mắt của nó rất là tinh luôn các bạn nhá. Đây này. Mắt của nó rất là tinh luôn. Mắt nó tinh như mắt mèo đấy các bạn ạ. Những cái răng này của nó này, những cái răng của nó là cực kỳ sắc luôn. Những cái răng ở cái phần mõm của nó này, đấy các bạn nhìn không? Đấy, trong nó rất là trong luôn. Phần đuôi dài tít ở phía sau kìa. Đây, phần đuôi rất là dài luôn, chân của nó đây, các bạn nhìn rõ không? À, hai chân trước là có 5 móng này, còn hai chân sau là chỉ có 4 móng thôi. Mắt thì rất là tinh và sáng luôn. Đấy. Và rất là dữ, rất là hung dữ. Mình thả nó ra nhưng mà nó thấy có máy quay, nó tưởng là một cái con vật gì đang tấn công đấy. Những cái con nhỏ này thì nó phải bảo vệ nó mà, nên nó rất là hung dữ luôn. Lớn lên là hung dữ nữa nhá, nhưng mà cái con nhỏ này rất là ghê gớm luôn. Thức ăn của những cái con nhỏ này dùng có tôm tép này rồi sâu dế. Đấy, những cái loại này hoặc là cá mồi các bạn nhá. Cái con này của mình nó ăn uống bình thường rồi, chứ nó không bị stress. Mình chỉ sợ là review cho các bạn như này rồi nó bị stress thôi. Mình thử di máy quay này xem là nó có tấn công không nào. Đừng làm vỡ màn hình của anh nhá. Đừng làm vỡ ống kính máy quay của anh nhá. Nào. Để mình sẽ lia như này xem nào. Nó sẽ di chuyển như nào. Đấy, nó đang thở để nó xem là nó sẽ tấn công đấy. Bạn nhìn chưa? Bạn nhìn thấy là nó sẽ di chuyển theo chưa? Và nó lùi lại này. Nó thấy con vật tần cái con thấy cái máy quay của mình nó tiến lên là nó tự động nó lùi lại này. Giờ mình sẽ dùng tay để tấn công nó. Định đi đâu? Mà định đi đâu? Lại gần đây thế nào? Rồi. Đây, nó đây. Bạn nhìn nó đây này. Lên trên cây hoa hồng này cho đẹp nhá. Đây này. Lên trên cây hoa hồng này chụp một kiểu cho đẹp nào. Chụp một kiểu thật đẹp nào. Đấy. Nó đang leo ở trên tay của mình. Đang bò lên đây các bạn này. Đấy các bạn nhìn chưa? Nó đang trèo lên trên tay của mình như này. Đấy. Đấy. Định trèo đi đâu? Đấy. Ôi, nó cứ bò lên tay này. Nó có bò lên tay mình. Ôi, nó trèo này. Ghê thế. Cứ sợ là nó trèo lên mặt thôi.
nó sẽ phi nó đớp. À hôm trước nhá, mình cho vào trong cái chậu nhỏ nhỏ ấy, nó nhảy nó phát ra luôn mà. Mình sẽ giơ tay vào đây. Đấy, vẫn giật mình đó các bạn ạ. Nó vẫn đánh mình như này. Cầm nó phải cầm nhẹ nhàng thôi nhá. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Những nhỏ nhỏ này thì nhìn đáng yêu thôi nhưng mà lớn lên ghê lắm. Kinh. Đấy, các bạn nhìn chưa? Yes. Rồi thôi, các bạn ơi, có lẽ là mình sẽ dừng cái clip của mình hôm nay ở đây các bạn nhé. Để mình tháo cái dây chun ra cho nó, để cho nó đỡ sợ. Rồi mình đi mình thay nước. À không, bây giờ mình đi mình thay nước cho nó trước đi. Thay nước cho nó, thay cái nước của nó này. Ở dưới này khá là dơ rồi. Rồi mình thả cho nó mấy con sâu vào nhé. Thả cho nó mấy con sâu vào để cho nó ăn. Đấy các bạn ạ. Nó, đấy, con cá sấu của mình nó chỉ có thế này thôi. Đấy, phần đuôi này, phần chân này. Nhưng mà chơi với nó không sợ nó thì phải cột cái mõm nó vào như này các bạn nhé. Cột cái mõm nó vào đấy thì nó không còn nguy hiểm nữa. Mình chỉ bị tâm lý khi mà nó dùng cái mồm này của nó hút mình thôi. Kiểu mình sờ vào người nó như này này thì nó dùng cái mõm nó quay ra nó hút thôi. Bởi vì nó bị cột rồi nó không cắn được. Ok, bây giờ mình đi mình thay nước rồi mình dừng cái clip của mình hôm nay ở đây các bạn nhé. Các bạn nhớ cho mình một đăng ký kênh cũng như là like, chia sẻ cái clip này giúp mình nhé.